thì ý của chúng ta học là cái gì cái phần học nữa này. Xin chia tay người không ở đây. Sai bởi vì là hạch bạch huyết của nó không đi qua một đường như thế thì mình thì phải khám
chẳng nhà, chẳng nhà. Thì tôi mới khám phải có lúc tầm trung vào đây là của tôi là phải khám sở hơn. Chúng ta khám ở thành phố này và đường lương, quyên đó, người dân. Đây, cái hệ thống này phải phải biết đến là màu trắng trắng này. Cái hệ phải biết đấy là đi lên cái vùng trên đó. Và cái này mình biết ở bên kia là đi ra trên vùng trên này. Kia là một vùng trên phố và vùng phố. Đây là hình ảnh giải phẫu. Dù bất thường thì thôi mình không cần học đúng không? Tại vì vậy, dù bất thường không cần phải học ngoại khoa. Nếu bất thường thì cắt bỏ ăn có ba phú và người ta để ba phú kệ như này, đúng không? Còn nếu mà người ta không bị người ta bảo giờ người ta bị rời sau hai phút thôi thì người ta phải gì đấy là nó mang tính chất về phôi thai học và hành trình tình dục. Còn là trường hợp những bệnh cũng thường gặp mình điểm danh những cái bệnh cũng thường gặp để cho mình dễ học hơn. Trong sách của thầy không có trong sách kia thì lên cái slide ở bên ngoài là những cái bệnh cũng thường gặp thì để kiểm tra xem cái bệnh cũng thường gặp để không có những bệnh nào ngoài ngoài để mình dễ mình nắm cái ngoại quan cho nó tốt hơn. Thứ nhất là sơ nang tuyến vú đầu tiên là sơ nang tuyến vú có nghĩa là cái gì? Ở trong lớp mỡ thì mình nói cái vô tuyến là mỡ thì nó gì? Nó hình thành cái nang này thì nó sẽ bị sơ hóa. Người ta gọi là sơ nang tuyến vú, người ta sơ hóa nó và liên kết với lòng phụ khoa nó đều trong sơ nang tuyến vú. Cái thứ hai là nang vú. Nang vú thì có thể là nang không khí, có thể là nang nước, có thể là nang không kết. Người nói khi mà mình trung hóa sơ thì chưa tạo thành chất chồng đấy, còn sơ thì bên trong được chưa, nó có thể là nang kem, nang chứa nước chứa dịch ở trong, nó cũng có thể là nang gì nang nước hay người đấy, có thể nó là nang khí, có thể là nang của cái vô liên kết nhưng mà nó chưa bị sơ hóa thì người ta gọi đấy là nang vú. Và thứ ba nữa là gì, ngoài tử cung mỡ thì người đấy thì nói rồi có loại tổn thương ở trong cái ống mỡ này là gì, về sau này là gì, nó tạo ra sự và tạo ra cái sự và trong cái xương nó có nhiều cấu trúc rất năng lượng cho cái bé phát triển. Thì cho nên là cái mỡ nó ở ngay cái phần này thì nó sẽ bị hoại tử, nó bị hoại tử mỡ. Trong trường hợp nào thì hay bị hoại tử mỡ? Hoại tử mỡ nó hay gặp còn u sơ tuyến, vừa nãy mình nói là tuyến, tuyến bình thường của nó là tuyến nó sẽ đến tuyến là nó phải chứa cái tế bào gần như cái tế bào gần như cái tế bào chung của những cái trong ruột của mình để nó tiết ra cái sữa, và bây giờ nó bị gì, nó sơ hết ở trong cái tế bào vị trí người ta gọi là u sơ tuyến sữa, tiếp đến u nhú trong ống dẫn sữa, u nhú trong ống dẫn sữa. Bình thường có một cái u ở trong cái phế quản của mình thì đấy mình sẽ tưởng tượng ra những cái trong cái ống nhú nó tuy nó nhỏ hơn, nó bé hơn nhưng mà nó có những cái u nhú như thế. Cái u nhú như thế thì nó sẽ không gì, không tiết ra sữa mà đến khi nó phát triển, khi nó to nó làm cho cái ống sữa nó bị căng, cái ống nhú ở bên trong nó căng ra, đấy là u nhú trong ống dẫn sữa. Còn viêm tuyến vú tắc tuyến sữa, viêm tuyến vú tắc tuyến sữa thì viêm tuyến vú tắc tuyến sữa là điều kiện là phải có cho em bé vú nó phải có sữa cái đã từ trên nào, và cái ống tuyến này nó bị viêm do nhiễm trùng. Nhiễm trùng có thể là do nơi khác chưa đến nhưng mà đa phần là do đứa bé hệ sinh miễn dịch nó không tốt, và đặc biệt là những cái người mà đi bú thuê viêm nhiễm thì nó sẽ viêm trên vú, người chưa làm vi khuẩn nhiều, khi đã học lâu vi khuẩn nhiều thì nó sẽ viêm trên vú tắc tuyến sữa, thì thường là sốt do bú. Về sau thì sáu ngày sẽ học giảng, sẽ học cơ bản về viêm trên vú tắc tuyến sữa.
đây rồi còn áp xe phủ, áp xe phủ, một cái phim tuyến phủ là ở phía trong cái ống nó bị viêm, cái ống tuyến thì bị, còn áp xe phủ là cả cái mô của tổng và cả cái tuyến phủ có thể và vì viêm áp xe thì là nói là quá mủ rồi thì người ta cũng gọi là áp xe, và khi mà máu mủ thì người ta chưa máu mủ thì người ta phải sử dụng máy lên, nếu mà giai đoạn mà chưa máu mủ thì người ta sẽ tiếp tục sử dụng máy thì người ta có thể sinh trí nó tiêu kể cái áp xe, còn trong trường hợp mà nó là quá mủ thì người ta cũng phải chính giải cái khối áp xe. Thế còn gì, còn cái trường hợp cung áp chuyển vừa nãy là mình kể cái phần trên hay gặp mặt thì đa phần là u thì u phải u thế này, nhưng mà cái sang đến cái phần gì phần là gì thì đấy là u ác tính, thì gặp hơn nhưng mà khi nhìn hơn thì hơn và trong tất cả các bệnh như thế thì đều là khối u kể cả viêm cũng kể nó đều có đau. Vừa nãy mình học về các triệu chứng, cơ năng là triệu chứng đau, đau sưng sốt, tiết dịch đúng không? Là những cái triệu chứng khác hay gặp ở ngoài qua, đau sưng sốt tiết dịch. Thế thì giờ đau, có đau, có những u nang, u nang nhé, u nang thường nó sẽ không đau, nó sưng lên thành viêm chẳng biết không biết, và khi nhiều khi nó kiểm tra thì cũng không biết, cho nên là gì? Cái vùng u sa u nang u sơ là không đau, chỉ có ung thư nữa, thư và áp xe là hai cái u vùng đặc biệt đau, sưng và sốt có nhiều khi nó bong ra nhiều khi cái người có trách nhiệm phải sửa đổi lắm thì cũng thể cũng còn có tác dụng được là thì không thể không phải liên quan liên quan đúng không? Nhưng mà đúng không phải trong tiền đúng không? Tiếp đấy là những cái bệnh, những cái bệnh như thế và những cái bệnh có thể từ những u sơ u nang cũng có nguy cơ thì từ khi ba trên 35 tuổi nó có nguy cơ thì từ sau ung thư, thế cho nên là cũng thể người ta phải khám khám để loại trừ và để loại bỏ. Thế là vấn đề ở cái chỗ khám, khi mà khám vào giai đoạn nào người phụ nữ thì nhất chu kỳ kinh thì đều bị khám trước kinh hay là sau khi sẽ kinh, trước kinh có kinh nhưng sau khi sẽ kinh theo kinh nghiệm của em thì em nhầm một phụ nữ thì em sẽ sẽ khám trước khi mình bệnh nhân kinh đó là trước ngày kinh hay sau đó. Có nghĩa là phải đến phải khám sau ngày hành kinh, bởi vì trước ngày hành kinh là các loại là hóc môn tiết ra estrogen tiết ra cao nhất, và cao nhất cũng như thế là cao chuẩn bị cho cái sự tiết tiết xương như thế chuẩn bị cho cái sự tiết xương làm cho gì căng nhất căng cứng nhất, và khi căng cứng nhất cả cái ống nguyên như thế thì mình có sợ thì cứ dễ dàng không? Không, và đến khi cái estrogen cũng giảm đủ rồi thì nó ra kinh cho sự tiết thì lúc đấy là cơ thì cuối cơ và cái cơ thể mềm nhất và cái khám thứ nhất đến là cho nên quy định của tổ chức y tế thế giới là khám chỉ sau khi sạch kinh, được chưa? Và một nội dung của bài học thứ nhất là chúng ta học cách khám lâm sàng, và thứ hai là xét nghiệm cho lâm sàng, và bài thứ ba là một số vấn đề đặc biệt mình muốn. Thì cái phần đây là phần tham khảo thôi, cái phần tham khảo thì phần tham khảo mà khi mà khám đủ một cái bệnh án thì có lý do hậu viêm, tiền sử gia đình tiền sử bản thân, trong cái tiền sử bản thân thì tiền sử sản phụ khoa như thế nào, và đặc biệt là mặt kinh tế xã hội, tại vì mặt kinh tế xã hội người ta thấy ở những cái trường hợp khó thì ví dụ u nang của ung thư nó phát triển mạnh hơn kể cả cái gì áp xe cũng có nhiều hơn, để cho cái này hoàn thành xã hội đưa đến phải hỏi các hoàn cảnh xã hội đưa đến, ví dụ như thể là một bệnh nhân ở thành phố với cả một bệnh nhân ở nhà quê thì cái cái là sưng
cao hơn. Bố mẹ có triệu chứng sưng đau sưng sốt, thế nhưng mà người thành phố người ta đi khám thì lý do gì bạn đề người thôn quê người ta nên kiểm tra thì để là lý do gì để được hơn. Tất nhiên nó phải nhiều không nhiều nhiều triệu chứng rất nhiều yếu tố, nhưng mà gợi ý ban đầu người thành phố thì bao giờ có điều kiện vệ sinh và cái điều mặt đường sống tốt hơn, cho nên là về ngoài sức khỏe đau sưng sốt thì thường là đó nó ung thư. Còn người ở nhà thôn đấy thì gì đau sưng sốt thì này thường do vệ sinh tốt hơn, đây bị viêm nhiễm khuẩn chân. Lý do để khám bệnh hay nói cách khác là gì? Lý do để cái phần não lâm sàng của thầy lấy lần lý do để khám đầu tiên là chủ yếu là phát hiện ở trên này trong các khám cúm của Việt Nam và chủ yếu là cái tầm soát ung thư. Còn những cái bệnh khác mà cũng mà giờ cho con bú viêm tiền tắc tiên sinh cho con bú mà bị đau sưng sốt như thế thì gì? Thì chuyện đi khám với nhà bình thường, còn cái mà đi phải khám thường xuyên mà phải khám phải có định kỳ thì đấy là người ta quy định là sau 18 tuổi là sẽ đi khám lần đầu tiên, xong rồi nếu không có vấn đề gì mà bác sĩ đã thấy không có vấn đề gì thì chuyển sang chế độ khám tự khám. Đấy là cái sử dụng cái học những cái bài sách ở trong cái danh sách của trường những người khác. Thế sau khi đó là mình tự khám được 53 tuổi thì bắt đầu là phải tầm soát ung thư mỗi năm một lần, tầm soát mỗi một năm một lần là đi tầm soát là đến phòng khám da của đại sản khoa để khám nước một lần, và mỗi một năm như thế phải chụp hình ảnh một lần. Thế là theo cái quy định của bộ y tế của mình, đến nhà sách của mình không biết thì mình phải biết theo cái sách, mình phải học theo cái sách của mình, thế chưa? Trường mình biết thôi là mình học như thế, nhưng mà cái sách là mình phải học được cái quy định và cái quy trình của bộ y tế. Cứ sau 18 tuổi là đi khám bác sĩ lần đầu tiên, sau đó là về tự khám, người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách tự khám, và đến những năm 35 tuổi thì bắt buộc là gì? Mình phải đi khám một năm một lần, ít nhất một lần, và phải chụp hình ảnh một lần. Lúc nào mình cũng phải chụp hình ảnh một lần. Và trước đó mình sẽ biết là chụp hình ảnh là gì. Cái này thì mình học ở trên lâm sàng, trên đó điều kiện tham khảo thì sẽ đủ ánh sáng là phải gì? Đủ ánh sáng phòng không phải sạch sẽ rồi gì? Phải, tại vì đây là cắm nên cảm thì bắt buộc phải có người chứng kiến thế nào. Về chuẩn bị đối với bệnh nhân thì phải sạch kinh, mang găng tay, có người phục vụ chúng ta toàn diện hai bên. Bây giờ còn có gì? Có khi những khi chúng tôi đang cảm thấy tư sở thấy gì? Thấy hạnh ở lạnh và khu vực tròn. Nhớ một cách của khu vực tròn thì trong câu hỏi thi năm nay lấy cái câu này ở sư mặt cơ tập trung thì trên này hay là vùng Amsterdam hay là vùng Amsterdam. Cái thứ hai đó là gì? Gừng có cái vấn đề gì đấy, nó có sự bất thường như nó đau ở một bên hoặc là gì đó. Nó đọc tự nhiên cái cú ở bên này là gì, cái màu da nó đổ sắc đi, cho nên mình sẽ học cái phần gì là đổ sắc cái da nó lạ căng, và cái cú thì nó sẽ làm cho cái da nó co kéo lại, nó co lại, và cái chỗ mô nó bị phù nề đấy, nó tạo ra cái dùng hay của cái lạ căng.
Vâng, vừa nãy mình khám rồi. Sách Gary Hà Nội thì nó viết theo cái trình tự là khám để cầu vú, khám để cầu vú, khám đúng vú và khám quân vú. Thế nhưng mà gì trong thầy thầy viết không nên nó không cần như thế mà viết thẳng diện luôn là cái bài chỉ. Tư thế thì tư thế có tư thế ngồi, tư thế nằm. Vấn đề là cái cách khám chung đó thì sao, cái cách khám chung cái ngồi thì mình sẽ phải dùng tay làm vấn đề bắt buộc học vú là hôm nay mà ai đi học thì nghe những cái vấn đề của khi có khi đi đọc sẽ đọc Islam mà không học thì một cái vấn đề là thì trong câu hỏi khi có kết quả hai chúng tôi được vấn đề. Cái vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta để vấn đề ra đêm mà vú khám. Tấm đề có nghĩa là mình dùng cái đề, tại vì khi mà khối u vừa nãy mình nói là đây là mô mềm, tức là gì? Khi mà cái khối u mình khám từ sờ thấy cái khối u thì mình phải có cái đề, đặc biệt là có cái khối u ở phía trên. Vì nếu mà cái ngồi thì hai cái khối u đó thì nó không xuống như thế này, mình phải dùng cái một tay để cố gắng làm và tấm đề. Còn nếu mà mình nên nằm ngửa ra rồi thì tấm đề là gì? Làm vấn đề. Thế trong cái câu hỏi này, ví dụ như là khi mà khám bệnh nhân nằm như thế nằm thì vấn đề của bệnh nhân nên là gì? Thì đôi khi là tôi lấy đề về tay làm vấn đề thì để lòng bàn tay làm vấn đề thì không nghĩ là gì xa thì thế nào? Thì khi tư thế ngồi, tư thế ngồi thì bắt buộc là mình phải dùng vấn đề bằng còn lòng bàn tay của Trung Quốc. Đây là phương pháp nhìn. Phương pháp nhìn thì mình ví dụ là ở cái người mà có gì có sữa, đang có sữa cho em bé thì cái tính mạch, cái hệ tính mạch của gì của phụ nữ rất phong phú, rất dồi dào, được chưa ạ? Tại vì mẹ máu ở tim, máu tim và máu tim để gì chuyển đi cho nên là cái hệ tính mạch máu. Nhưng mà nó bất thường ở chỗ một bên thì to, một bên thì có và một bên thì không thì đấy là dấu hiệu của một bệnh thường, được chưa ạ? Hoặc là gì màu sắc của da vú thì vừa nãy mình nói rằng màu sắc của bệnh nhân mà nếu như bệnh nhân đau sưng sốt thì nhiều khi bệnh nhân hứa bệnh nhân sẽ gãi và thì nó sẽ có cái vết chảy gãi, thế chưa? Thế rồi còn có những cái gì cái trường hợp mà da cam vừa nãy yếu da, chúng ta là bệnh nhân bị gì co cái da yếu đặc co nó tự nhiên nó bị xoắn bằng cái vùng da thì là yếu da. Còn da cam, da cao là cái da cái bộ cao trước mình sẽ nhìn thấy hình ảnh là da cao và tiếp đến cái quần vú bị kéo lên và quần vú bị kéo lên xuống hai lần và thì thường đấy là một cái vốn nó có ảnh tính đó thì chúng ta nên tạm thả cái vú để mà gây ra hình ảnh này, gây ra hình ảnh này.